Bản cập nhật V4.1 vừa mới được ra mắt đi kèm với một loạt các thay đổi liên quan đến sức mạnh của các đơn vị khi cho ra mắt hiệu ứng có lợi chiến đấu. Và tính năng mới này liệu rằng nó sẽ thay đổi đến cách chúng ta chơi game và gameplay như thế nào? Anh em cùng thảo luận nhé! Hiệu ứng có lợi chiến đấu là gì? Đây là một dạng vật phẩm mà bạn có thể sở hữu và sử dụng nó để tăng cường thêm các chỉ số trong một thời gian nhất định. Các chỉ số có thể liên quan đến quân sự, hỏa lực, độ bền, sức chứa trại lính, kinh tế, tăng cường khai thác, sản xuất hoặc cho các tập đoàn quân. Nhận hiệu ứng có lợi chiến đấu ở đâu? Anh em có thể nhận được các hiệu ứng này ở trong cửa hàng VIP, chợ đen, cửa hàng đấu trường, sự kiện dương đông kích tây hoặc của các gói hàng. Để sở hữu các buff có giá trị, anh em phải trả một cái giá khá cao, tuy nhiên hiệu quả nó đem lại cực kỳ lớn. Về mặt kinh tế, các buff đem đến cho anh em tốc độ khai thác nhanh hơn, tốc độ sản xuất tài nguyên nhanh hơn, từ đó giúp cho anh em có thể phát triển được nhanh hơn. Các hiệu ứng này nếu được sử dụng thường xuyên kết hợp với khả năng online đều đặn, anh em sẽ có khả năng sở hữu được một lượng tài nguyên khổng lồ với số thời gian ngắn hơn rất nhiều. Như vậy, gameplay của Gopath ở các máy chủ mới sẽ diễn ra nhanh hơn so với các bản cập nhật trước. Khi mà ở đó người chơi có thể dễ dàng nâng cấp công trình và quân đội của mình hơn và phù hợp với tiến trình mở các cấp độ thành phố 4. Điều này cũng đã được nhận định từ bài viết soi Easter Egg trong các feedback của nhà phát triển. Về mặt quân sự, với các buff có lợi cho quân sự, các đơn vị quân đội sẽ được tăng cường khả năng chiến đấu hơn rất nhiều khi cả độ bền và hỏa lực đều được áp dụng. Ngoài ra, vật phẩm tăng sức chứa trại lính sẽ giúp cho các đơn vị quân đội có thể triển khai được nhiều hơn. Với việc tăng cường như vậy, người chơi có trải nghiệm chiến đấu trong phần chơi chiến dịch tốt hơn trước rất nhiều, cần kiểm chứng. Ngoài ra, trên chiến trường sẽ có sự chênh lệch rất lớn đến từ những người chơi sử dụng hiệu ứng có lợi và những người không có nó. Kết hợp với các điểm tinh thông trong tác chiến, các tập đoàn quân ngày càng có chỗ đứng trên chiến trường, những người chơi đơn lẻ sẽ phải khó khăn hơn để sinh tồn trong các trận chiến. Nhà phát hành đã không quên thêm vào các hiệu ứng có lợi chiến đấu giúp cho các căn cứ của người chơi cứng cáp hơn như tăng sát thương quân đồn trú, tăng kháng sát thương cho tường thành, nhưng những mức hiện tại này vẫn chưa đủ để khiến cho người chơi trụ lại lâu hơn trên chiến trường trước các tập đoàn quân hùng mạnh. Tổng kết, vấn đề cân bằng giữa các đơn vị quân đang chiến đấu ngoài chiến trường và sức mạnh của căn cứ vẫn cần phải chờ thêm các bản cập nhật tiếp theo. Tuy nhiên, như dự đoán ban đầu, bản V4.0 đã đem lại một luồng không khí mới cho các boss, hy vọng các boss sẽ comeback trong thời gian sắp tới. Ok, anh em vừa nghe thấy cái giọng đọc của chị Google, một cái bản thử nghiệm ở trong video liên quan đến chia sẻ những cảm nhận của mình về cái hiệu ứng có lợi chiến đấu. Anh em có thể tìm được cái nội dung của bài viết ở trên trang playwebpath.wordpress.com. Nếu như anh em thấy hay thì xin anh em một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn anh em cảm nghĩ thế nào về cái giọng đọc mới này, check in cho mình một cái phản hồi ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em. Goodbye.